Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhá. Và mình là Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với loạn chiến mobile với một vị tướng mà mình muốn review, đó chính là vị tướng Asura. Đây cũng là một vị tướng gần đây là mới được tăng sức mạnh em ạ. Và hiển nhiên rồi, cũng có ý đồ bởi vì là Asura sẽ nhận được một trang, nó có một trang phục rất là đẹp mới ra hiện nay, có con kê. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ chiêu thức của Asura. Chiêu 1 thì Asura sẽ gây sát thương phạm vi nhá, sẽ chém ra một lưỡi kiếm này, hai lưỡi kiếm này, ba lưỡi kiếm này, và có thể lên đến bốn lưỡi kiếm. Kích hoạt lần nữa, Asura sẽ lướt đến hướng chỉ định và gây hiệu quả chói một giây nhá. Bốn lưỡi kiếm, Asura có thể gây bốn, tối đa là bốn lưỡi kiếm nha mọi người. Tối đa lên bốn lưỡi kiếm trong vòng ba giây nha mọi người. Cái tần suất chém ra một lưỡi kiếm này làm một giây một lần, có thể chém lên đến 4 lần. Tiếp tục này rồi bổ này, bật chiêu 2 này. Và cái chiêu 1 của Asura này thì nó khá là lợi. Ở giai đoạn đầu game chúng ta có thể ăn bãi cóc sớm với 4 đòn chém này. Và cách để chúng ta có thể, thông thường thì mọi người chỉ có thể lém ra được 3 cái huyễn đao thôi, 3 cái đòn chém thôi. Liều nha, tôi sẽ quyết định liều nha. Rồi, lướt khóa chân này. Và thôi đổi mạng vậy. Thông thường thì anh em có thể chém được 3 lưỡi đao, nhưng mà cách để chém lên 4 lưỡi đao đó chính là anh em có thể chém, thông thường thì anh em có thể chém 3 lưỡi đao, sau đó anh em có thể kích hoạt chiêu 1 để lướt một lần nữa. Nhưng mà có cách chúng ta chém ra 4 lưỡi đao đó chính là mọi người căn lúc mà lưỡi đao thứ tư vừa chém ra ấy, thì mọi người kích hoạt ngay chiêu 1 thì lúc đó thì chúng ta sẽ vừa lướt được, mà chúng ta vẫn sẽ vừa lướt được chém thêm được một lưỡi đao nữa. Ô la cha, ăn mạng kìa. Còn chiêu 2 của Asura thì chúng ta kích hoạt lần đầu tiên, Asura sẽ tụ lực và gia tăng phạm vi 50 đến 150 phạm vi. Kích hoạt lần nữa, Asura sẽ tăng tốc chạy. Và cái tụ lực đó nó sẽ dựa trên phạm vi tụ lực của anh em và gây sát thương theo phạm vi đó. Chưa hết, mỗi một lần Asura sử dụng chiêu thức gây sát thương từ chiêu 2 này lên tướng địch, lên là mục tiêu hoặc là đánh thường sẽ giúp tăng một tầng sát thương, tối đa là 3 tầng. Mỗi một tầng sẽ tăng sát thương cho chiêu 2 nha mọi người. Bộ trí kỹ năng của con này cũng gọi là khá là nhiều khống chế nha. Và chiêu 2 sẽ có khả năng giảm tốc chạy 25% nha mọi người. Và khi mà anh em tụ lực, anh em cũng sẽ bị giảm tốc chạy đi 25%. Và nhưng mà sau khi mà mọi người kích hoạt lần 2 cho cái chiêu 2 này thì Asura sẽ tăng lên đến 30% tốc chạy. Ok nha mọi người. Trước khi vào giao tranh thì mọi người hãy tụ lực chiêu 2. Khi mà đã đủ phạm vi thì mọi người hãy kích hoạt chiêu 2, sau đó hãy lao vào giao tranh. Và nội tại của Asura thì nó cũng khá là dài dòng. Đòn đánh thường của Asura đầu tiên sẽ kèm theo một lưỡi đao và sẽ gây sát thương vật lý. Đòn đánh thường thứ hai sẽ kèm theo hai lưỡi đao cũng gây sát thương vật lý. Đòn đánh thường thứ ba sẽ kèm theo ba lưỡi đao và cũng sẽ gây sát thương vật lý theo từng lưỡi đao đó. Và khi đòn đánh thứ tư của Asura sẽ không còn là 3 hay 4 lưỡi đao nữa, mà sẽ là một đòn đánh cực mạnh. Có nghĩa là nó sẽ tụ ba cái, những cái đòn, những cái thanh kiếm khí, những cái thanh kiếm của ba đòn đánh trước đó sẽ tụ lại là một và gây sát thương phạm vi. Và khi mọi người đánh cái đòn đánh thứ tư này xong thì Asura sẽ được gia tăng sát thương vật lý nha mọi người. Làm gì đây? Định bắt tôi à? Ok, có 3 người ở đây, làm sao mà bật được. Còn là build đồ con này thì mình sẽ lên theo sách giáo khoa nhỉ. Theo như build đồ có sẵn mình sẽ để góc trái màn hình, anh em nào thích có thể xem. Và cái đòn đánh thứ tư này, như mọi người biết thì chúng ta cần phải đánh 3 đòn đánh thường thì chúng ta mới có thể là gõ được đòn đánh thứ tư. Và khi mà chúng ta đánh xong đòn đánh thứ tư, chúng ta sẽ được tăng công vật lý. Nhưng mà ngay sau khi mọi người dùng chiêu 1, cụ thể là cái lần lướt ấy, mọi người chém 3 lần sau đó mọi người lướt ấy, thì chúng ta sẽ được bổ cái đòn đánh thứ tư ngay lập tức. Ok chưa mọi người, mình sẽ tụ lực gia tăng phạm vi này. Ok đó mọi người, phạm vi có thể gia tăng lên đến là 150 nha mọi người. Và tốc chạy tăng rất là nhiều luôn nhá. Mỗi một lần đánh thường sẽ giúp chúng ta lấy một tầng tăng sát thương cho chiêu 2. Và chiêu 2 khi gây sát thương cũng sẽ giúp chúng ta tăng một tầng. Cắm mắt này à, nó vừa ăn xong con bùa anh em ạ. Ulti luôn này, vào trong đây luôn này. Mình còn chưa một để thoát ra mà, cho nên là chúng ta cũng không cần phải thằng quan vũ lên anh em ạ. Ô lướt gì thôi,
La Cha cũng đã làm rồi, cũng ok chơi này. Quan Vũ nó cũng nó có chưa quay tay khá là lợi nhờ, nó không biết khống chế, chúng ta không làm chậm được nó. À, và mình vừa nhận ra là cái con này nó khá là hợp với cái đao phép anh ạ. Như mọi người biết thì khi mà anh em lên cái đao phép đúng không, mỗi một đòn đánh thường của anh em sẽ trừ 40 mana của đối phương. À, và cái nội tại của Asura, đòn đánh thường đầu tiên sẽ kèm theo một cái thanh kiếm nhỏ. Cái thanh kiếm nhỏ đấy cũng tương ứng với một đòn đánh thường luôn, cho nên là đòn đánh thường của Asura đầu tiên sẽ tương ứng với hai đòn đánh thường. Tương tự như vậy, đòn đánh thứ hai tương ứng với ba đòn đánh thường, tương ứng với 3 lần triệt mana đó mọi người. Và đòn đánh thứ ba sẽ tương ứng với 4 lần triệt mana. Thử tưởng tượng xem, 40 mana mà 4 đòn đánh thường, 160 năng lượng, 4 x 46. Còn đòn đánh thứ 5 thì nó sẽ chỉ là một đòn đánh mạnh thôi, kèm theo 2 lần triệt mana mà thôi. Cho nên là con Asura này rất là hợp với cái đao phép. Bởi vì là cơ chế đánh thường của nó cũng tựa như là nó kiểu như là chúng ta sẽ gia tăng đòn đánh thường ấy. Thông thường một tướng địch, một con tướng bình thường có thể đánh được một đòn, con này có thể đánh được 3-4 đòn nhờ cái độ tại của nó, giúp chúng ta có thể triệt mana của đối phương rất là nhanh. Ok, như vậy là con này về cơ bản cái đao phép rất là hợp với con này. Khi mà anh em lên đao phép cho con này, nó sẽ triệt mana rất là nhanh. Ok, vậy nên là món trang bị đầu tiên sau cái giày chính là cái đao phép, hoặc chúng ta có thể lên trước cứu hút máu vật lý, khá là ok. Và cái lỗi ta sát thương đến từ lỗi tại của Asura này cũng có thể gây lên trụ nha mọi người, bào trụ rất là nhanh luôn. Tương tự như vậy thì ok, ulti trước này, rồi sau đó bật chiêu 2 này và tiếp tục triệt năng lượng. Và như mọi người cũng đã biết thì cái đao phép nó vừa triệt mana nhưng mà nó sẽ gây sát thương dựa trên số mana mà nó triệt, cho nên là những cái lần đánh thường kèm thêm nó cũng tương ứng với lượng sát thương phép kèm thêm đến từ cái đao phép. Cho nên là hiển nhiên là Asura sẽ rất là mạnh với cái món trang bị đao phép này. Cái lấy được mạng nó nhưng mà bỏ lại mạng. Cái đây hiện tại của mình là 82, không phải quá xanh. Vẫn quá xanh ấy. Sau khi lên xong đao phép chúng ta sẽ trở lại lên cái quỷ diện mà thôi, để chúng ta lấy lượng chống chịu hút máu. Nói chung món chủy cái món trang bị quỷ diện này à, nó là một món trang bị gọi là toàn diện. Nó vừa cộng máu, nó vừa cộng sát thương, nó vừa cộng hút máu, nó vừa cộng tốc đánh. Mỗi tội là không cộng giáp thôi, nhưng mà cộng máu tương ứng với chống chịu rồi. Ok mọi người. Ok, teleport xuống đây dọn cái tên lính này. Combo của Asura thì nó cũng không phải là quá khó, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải luyện tập con này. Mình cũng đã mất khá là nhiều trận đấu thua để tập luyện con này. Mọi người có thể thấy tốc độ ăn rồng nhá, nhờ sức mạnh của đao phép và chiêu 2. Chiêu 2 ok này, đuổi dí ai vậy. Cái đao phép này khi mà anh kích hoạt thì anh em có thể là làm chậm đối phương nhá. Có Nhất Tiểu Thiện vừa lấy bị mình triệt cho hết sạch mana luôn, cho nên là nó không còn mana để mà dùng chiêu nữa rồi. Tụ lực chiêu 2 này. Combo con này thì chúng ta có thể là tụ lực chiêu 2 lần đầu tiên. Sau đó khi mà đủ phạm vi, mọi người thấy đủ phạm vi rồi, kích hoạt lần nữa. Sau đó sử dụng chiêu cuối lao vào tướng địch. Và khi mà chúng ta lao vào tướng địch rồi, anh em hay đánh thường, cứ đánh thường thôi. Khi mà tướng địch chạy, kích hoạt ngay chiêu 1 và sử dụng ngay chiêu 1 một lần nữa lướt lên để đuổi theo tướng địch cũng như là khống chế choáng. À, chưa nói về chiêu cuối nhỉ. Chiêu cuối thì Asura sẽ biến thành 6 cái phân ảnh và sẽ lao đến mục tiêu gây sát thương cực kỳ lớn. Gây sát thương 6 lần, và sát thương này có thể gây sát thương lên tướng địch và những kẻ địch vùng quanh đó. Đó, mọi người thấy không? Sát thương có thể, cái sát thương này là sát thương lan nha mọi người. Chiêu cuối trong thời gian mọi người dùng chiêu cuối ấy, chúng ta sẽ biến thành 6 tàn ảnh nên là chúng ta sẽ không bị gây sát thương. Đây là một kỹ năng có thể gọi là what play rất là tốt. Khi mà anh em đang solo, đang thất thế, anh em có thể dùng chiêu cuối để gây choáng cũng như là lật lại đối phương. Đây là một chiêu giúp chúng ta trong những pha gọi là thoát chết trong căng tấc cũng rất là ok đấy. Ok, mình lên mắt trong lối cái trang bị của con này cũng lên mắt trừ tà khá là sớm nhỉ. Cái ô trang bị ý. À, cái mắt trừ tà này thì nó có thể là nó cũng gia tăng chống chịu ấy. Máu là chống chịu rồi, kháng phép rất là phù hợp để chống lại con Nhiếp Tiểu Thiện. Và chúng ta sẽ có khả năng miễn khống chế
tụ lực này, bật chiêu 2, tụ lực này, cái đánh thường thôi. Mọi người thấy đam kìa, mọi người thấy cái lực đam mà mình gây ra kìa. Mình lao, ok, lao vào bắt con quan vũ luôn, bật mắt trừ tà lên spam này. Ok, lao vào, bổ này. Sổ rồi, nó đá mình ngược lại nhưng mà tem mình bay lên rồi. Cây đây hiện tại là 12-25 nhá. Khá là tuyệt vời cho một cái con tướng khá là khỏe như này. Hiện tại thì tôi cũng khá là khỏe rồi. Cái sát thương từ chiêu 2 ấy, cái sát thương từ chiêu 2 nó khá là gọi là không phải là quá phế vật đâu. Cái chiêu 2 nó giúp chúng ta tăng 30% tốc độ chạy và có khả năng giảm tốc độ chạy của đối phương nữa. Giúp chúng ta vừa khống chế vừa tấn công tướng địch, và chiêu 2 bào, cái chiêu 2 này bào lính giúp chúng ta farm lính rất nhanh nhá. Mọi người thấy cái sát thương đến từ chiêu 2 kìa. Cực kỳ là ố dề luôn. Ok luôn. Nhưng mà làm rồi. Và mình cũng vừa nhận ra thì con này ngoài hợp với đao phép ra, nó cũng rất là hợp với cái thần cơ nha mọi người. Đó mà muốn trang bị giúp chúng ta gia tăng tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha mọi người. Và cho mọi người chưa biết thì cái chiêu 1 của con Asura này nó có thể gây ra sát thương chí mạng nha mọi người. Mỗi lần chém huyễn trảm ấy nó sẽ gây ra sát thương chí mạng nha mọi người. Chí mạng, chiêu 1 có thể chí mạng nha. Còn chiêu 2, cái sát thương đến từ những lưỡi kiếm xoay quanh nó cũng có thể chí mạng. Cho nên là nó rất là hợp với cái thần cơ này. Còn với nội tại thì cái sát thương của những đòn đánh thường nó sẽ kèm theo những đòn đánh thường kèm thêm. Và những cái đòn đánh thường kèm thêm này cũng có thể chí mạng. Cho nên thì hiển nhiên là cái con Asura là nó cực kỳ là hợp với cái thần cơ rồi. Không bàn cãi vào đâu nữa. Ok, có ra ca nhé. Sau ngay sau khi dùng sử dụng chiêu 1 thì chúng ta có thể bổ cái đòn huyễn trảm để tăng công vật lý ngay lập tức được. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy thì mình thích những mình không thích cái đòn bổ huyễn trảm ở đâu. Tuy là nó gia tăng sát thương trong một thời gian nhất định, nhưng mà mình vẫn thích là những cái đòn đánh thường đến từ nội tại hơn. Đặc biệt là cái đòn đánh thường thứ 3 đến từ nội tại ấy, nó gây thêm sát thương tương ứng với thêm 3 đòn đánh thường nữa. Như vậy thì nó sẽ kết hợp với cái đao phép, nó triệt mana và gây thêm sát thương rất là nhiều so với cái đòn huyễn trảm lần thứ 4. Ok, ui, mọi người thấy cái khả năng gây chí mạng của nó, chí mạng liên tục luôn kìa. Thật sự là nó quá hợp luôn, thần cơ hoàn thành rồi nhá. Nhưng mà ok, video của mình đây xin tạm dừng đấy nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin nút like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì tạm biệt mọi người.